Sau hai phần thi đầu tiên thì bạn Bá Vinh đang tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi, thế nhưng mọi điều đều có thể xảy ra sau phần thi rất nhiều biến động này. Tăng tốc, hãy cùng chờ xem bạn thí sinh nào sẽ trả lời nhanh và chính xác nhất để giành được trọn vẹn 40 điểm ngay từ câu hỏi đầu tiên. Hai miếng vỏ trứng nào sau đây có thể ghép lại được một vỏ quả trứng hoàn chỉnh? Bà Vinh là người trả lời nhanh nhất, bà lựa chọn hai mảnh E và F. Đó cũng là câu trả lời của Văn Thành. Đại Nghĩa cũng có chung suy nghĩ và bạn Văn Lộc có lựa chọn là CD. Và câu trả lời của câu hỏi này đó chính là E và F ạ. Xin chúc mừng bạn Bà Vinh đã có thêm 40 điểm, Văn Thành có thêm 30 điểm và Đại Nghĩa có thêm 20 điểm. Ở cơ hội tăng tốc thứ hai này thì sẽ có rất nhiều những hình ảnh hiện ra trong khoảng 30 giây. Hãy cho biết đây là gì? Vinh và phương án được bạn lựa chọn là vỗ tay. Đó cũng là câu trả lời của các bạn Đại Nghĩa, Văn Thành, Văn Lộc. Và như vậy, xin chúc mừng Bá Vinh đã có thêm 40 điểm. Đại Nghĩa có thêm 30 điểm, Văn Thành có thêm 20 điểm và Văn Lộc có thêm 10 điểm. Sau hai câu hỏi đầu tiên thì lúc này khoảng cách về điểm số của các nhà leo núi đã được rút ngắn hơn rồi. Bây giờ sẽ là cơ hội tăng tốc thứ 3. Trận đánh này diễn ra vào năm nào? Có đáp án là 1427, Bá Vinh là 1288, Văn Thành là 1285 và Đại Nghĩa là 1428. Như vậy là cả bốn thí sinh thì mỗi người đưa ra một mốc thời gian khác nhau và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này, đây là sơ đồ của chiến thắng Bạch Đằng chống quân Nguyên năm 1288. Và như vậy, chúc mừng bạn Bá Vinh là người duy nhất giành điểm trong câu hỏi này, bạn đạt thêm 40 điểm. Như vậy là 3/4 chặng đường tăng tốc đã qua đi và bây giờ sẽ là cơ hội tăng tốc cuối cùng của bốn thí sinh. Hãy cho biết đây là gì? Bạn Bá Vinh và phương án được bạn lựa chọn là tủ lạnh. Đó cũng là câu trả lời của các bạn Đại Nghĩa, Văn Lộc, Văn Thành. Như vậy xin chúc mừng Bá Vinh đã có thêm 40 điểm, Đại Nghĩa có thêm 30 điểm, Văn Lộc có thêm 20 điểm và Văn Thành có thêm 10 điểm. Như vậy là sau phần thi tăng tốc vừa rồi, chúng ta đã thấy có một bạn thí sinh giành được số điểm tối đa ở phần thi này 160 điểm. Bên cạnh đó thì những thí sinh còn lại cũng đã tận dụng khá tốt những cơ hội tăng tốc của mình và giành thêm những số điểm rất cao. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem các bạn đang có những số điểm như thế nào trước khi đến với phần thi về đích. Bạn Văn Thành đã có 100 điểm.
Đó cũng là điểm số của Văn Lộc, đang thấy số điểm 130 là Đại Nghĩa, và tạm thời dẫn đầu với 310 điểm là Bá Vinh.